Xin chào mọi người, xin chào các bạn. Thì hôm trước á, mình có đi đám á, thì đi đám sinh nhật thì mình thấy có ở cái đám bữa tiệc đó, người ta có làm cái bánh này gọi là bánh tiramisu, thì nó rất là ngon. Nên bây giờ bữa nay là cuối tuần á, nên mình sẽ thấy cũng dễ làm, nên mình sẽ làm cho hai đứa con mình với ông xã mình ăn. Thì bây giờ thì mình sẽ làm cho mọi người xem nha. Thì mình cũng chỉ học từ cái người mà trong bữa tiệc đó, người ta chỉ mình đó. Thì bây giờ mình về mình mua về mình làm thôi, chứ mình cũng không có giỏi đó. Bây giờ mình sẽ làm bánh này, thì mình sẽ cần cái này mascarpone nè. Thì giống cái loại này nó giống như bánh kem bên mình vậy đó, nhưng mà cái này là của Ý nè. Thì nó có cái này là kem, kem này kem tươi mà kem đặc á, em tôi đặt đó. Rồi cái này là đường mà giống như đường bột, cái này là 50 g, 50 g đường bột. Ý mình quên nói cho mọi người nghe, cái này là mình cần 250 g mascarpone này ha. Còn cái này là 25 cl cái sữa mà giống như kem, mà kem đặc đó mọi người đó. Còn cái này cái một cái tinh dầu vani. Rồi cái này là cái sô cô la đó, mình sẽ phủ lên cho mình, cho nó mình trộn vô cái mà mình làm hai phần. Mình sẽ trộn một phần sô cô la với một phần kem vani đó. Thì con mình nó thích ăn vậy nên mình làm cho nó. Rồi cái này là 100 g sô cô la đen nè, để hồi mình phủ lên mặt đó. Rồi cái này là 200 ml sữa, để hồi mình nhúng cái bánh này nè. Cái này gọi là boudoir. Sao cái này giống bánh của hồi nhỏ mình ăn ở Việt Nam đó. Cái này gọi là giống mình chỉ làm, nó gọi là bánh xăm banh gì đó mọi người. Đó, cái bánh này nè, hồi mình nhúng vô sữa. Rồi cái mình bỏ vô, mình nhúng sơ qua thôi. Mình bỏ vô khuôn, cái khuôn mình nó nhỏ quá, không biết làm có được không đây nè. Nhà mình không có khuôn lớn, để làm thử coi. Rồi mình ướm thử vô thì thấy nó cũng tạm được, nhưng mà thường thường cái này nó mình làm trong cái khuôn mà giống như hình chữ nhật á, hoặc là hình vuông gì đó nó dễ. Còn của mình hình tròn, nên hồi ở cái chỗ nào mà nó khuyết thì mình sẽ cắt nó ra làm đôi, bẻ nó ra làm đôi, chứ giờ sao kệ nó đi. Thì cái này mình cũng cần 200 g bánh, cái này gọi là boudoir. Bánh này không biết kêu tiếng Việt bằng bánh gì, nó giống mình nhớ hồi nhỏ mình bánh xăm banh đó, giờ không biết kêu bằng gì luôn. Rồi bây giờ mình đổ, mình sẽ múc cái này, cái mascarpone này ra, mình đổ vô rồi mình bỏ đường bột vô đó, mình đánh nó lên. Xong rồi cái hồi mình sẽ bỏ cái kem tươi kem đặc này vô nữa nè. Mình đánh cho nó giống như nó thiệt là đặc rồi đó mọi người, giống như nó sẽ giống như kem bánh sinh nhật bên mình vậy đó. Bây giờ mình sẽ bỏ đường bột vô nè, 250 g mascarpone với lại 50 g đường bột. Thì bây giờ mình sẽ lấy máy mình đánh nó lên nha mọi người. Mình đánh nó lên rồi mình sẽ, sau khi nó hòa đường với mascarpone xong rồi, mình sẽ đổ cái kem tươi này vô. Thì mình sẽ xài 25 cl này. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh lên nha mọi người. Đây là cái nãy mascarpone với lại kem tươi nè, kem 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 đặc nãy á, kem đặc nãy mình đánh ra được một tô giống như làm bánh kem bên mình vậy đó. Mà mình thì không có biết làm bánh kem, nên khi nào mà có sinh nhật á, hoặc là lâu lâu á con mình nó thèm á, thì mình hay làm cái này, mình làm như thế này nè. Tại vì mình không có biết làm bánh sinh nhật, mình làm cái này thì nó cũng giống giống như như kem của bánh sinh nhật chứ. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vô tủ lạnh để mình làm mấy cái này nha mọi người. Thì mình bây giờ mình sẽ nhúng cái bánh này nè, cái bánh boudoir này vô vô sữa rồi mình lót vô đây. Thì mình làm chủ yếu là mình chia sẻ với mọi người về cái cuộc sống của mình đó, hàng ngày bên đây thôi, chứ mình không có chỉ cách làm. Tại vì ở trên mạng có nhiều người ta làm rất là khéo và rất là ngon, nên mình không có. Cái này mình chỉ chia sẻ thôi, cái giống như cái cuộc sống hàng ngày của mình ở bên đây á, khi mình không có đi làm rồi, mình cuộc sống mình có giống ở Việt Nam không vậy đó, cho mọi người biết vậy thôi. Chứ còn mình không có hướng dẫn cách làm bánh,
tại vì ở trên mình cũng chỉ học người này người khác hay người kia thôi chứ mình không có biết làm. Thì mình sẽ bẻ sô cô la ra để bên riêng, hồi mình bỏ vô microwave với chút sữa cho nó tan chảy ra. Bây giờ mình thì nhúng, mình sẽ đi nhúng sao cái bánh này vô cái chén sữa mình lót vô đây nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng sữa, mình nhúng sữa, nhúng cái bánh này vô sữa nè. Rồi bắt đầu nhúng sơ sơ thôi nha mọi người để nó mủng. Rồi mình bỏ nó vô đây, mình lót xuống dưới này nè. À, rồi cái nào nó không vừa cái góc thì mình sẽ bẻ nó ra làm đôi đó. Thì bữa nay thì hơi rảnh nên mình làm bánh tại rồi cũng đưa bé, con bé lớn đi học rồi, con bé nhỏ thì nó ngủ rồi nên mình rảnh mình làm bánh cho hồi nó đi học về nó ăn nó mừng. Còn bữa nào không rảnh thì mình khi nào rảnh thì mình làm, còn rảnh gì thôi. Bây giờ mình sẽ chia ra làm đôi, mình chia ra một phần, mình sẽ để cái vani, mình trộn vani vô, mình trộn vani lên, còn một phần thì mình sẽ trộn với lại cái bột sô cô la này nè, mình sẽ trộn. Thường thường người ta sẽ làm cacao nhưng mà do cacao á, bữa nay mình quên mua đặt ớt lộn nên là xoài cái này cũng được, nó hơi ngọt nhưng mà nãy do mình sợ ngọt đó, mình lúc mình đánh 50g mà đường đó nên là mình bỏ ít đường lại. Còn mình nếu còn người nào mà thích ăn ngọt thì mình bỏ đường nhiều đường hơn, đánh cho nó thơm thơm vani gì nè đó. Rồi xong rồi mình sẽ để nó lên đây, trộn cho nó đều lên nha mọi người, trộn cho nó đều lên đó. Rồi mình không có cái cây nào mà mình hồi lấy cái cây kia mình quệt quệt nó lên đó, một lớp trắng, một lớp sô cô la cho nó có màu như xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mê. Để mình làm đi, mình thì mình phủ nó đều lên nha mọi người, phủ nó đều lên rồi mình sẽ để bánh lên tiếp, chờ mình chét thêm một cái lớp mình lót lên cái lớp kia lên đó. Đó mình quậy cho nó đều lên nè mọi người đó. Xong mình để cho tôi làm mình, rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp một lớp nữa nha mọi người. Rồi đây là lớp thứ hai, mình cũng nhúng cái bu đoa này vô sữa đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái lớp kem sô cô la này nè lên một lớp trên mặt đây nữa đó, làm cái này nó giống bánh kem. con gái mình nó thích ăn. Bây giờ mình sẽ làm đầy lớp này nha mọi người, đầy đi. Mình làm giống như hồi nãy vậy đó, mình làm đầy lên này. Thợ này thợ không có khéo. Trời ơi, mình thấy mọi người kia làm bánh đẹp mà ngon mà khéo, mình là không khéo nhưng mà quan trọng tấm lòng mọi người ơi. Tại vì mình không có khéo tay nhưng mà mình muốn làm cho con cái mình nó ăn nên mình làm thôi chứ cũng không có được khéo. Mọi người đừng có cười nha. Rồi sau khi mình chét lên này nè mọi người, mình bỏ cái kem cái mascarpone mà sô cô la lên rồi đó, nó không khéo với mọi người ha, tùm lum hết trơn. Bây giờ mình sẽ bỏ sô cô la này vô chấm chút sữa này vô microwave để cho nó tan chảy ra đó. Rồi mình sẽ lót thêm một lớp bánh xăm banh này lên mặt nữa, rồi mình sẽ bỏ sô cô la này lên. Rồi bây giờ mình muốn xài hết cái 200g bánh bu đo nãy đó nên là hồi nãy mình nhét nhiều quá, bây giờ trên này nó thiếu một chút rồi, thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ mình chừa một chút nãy kem lên này. Mình muốn để cái hồi mình đỡ cái sô cô la lên đó, mình sợ nó không dính hung nên mình chừa một chút cho nó bám mấy cái chỗ này nè. Mình làm theo ý mình thôi mọi người ơi, chứ trên mạng người ta chỉ người ta làm rất là đẹp mà khéo, nhưng mà mình thích sao và mình làm y là mình làm thấy mình đó, nên là nó không có đập khuôn với người ta chỉ. Bây giờ mình sẽ để cái này vô tủ lạnh một tiếng đồng hồ sau rồi mình sẽ đổ cái sô cô la lên mặt nó, rồi mình trang trí làm sao tùy mình thôi. Rồi mình đổ sô cô la lên mình cho lên cái mặt bánh này nè. Bây giờ mình sẽ
để vô tủ lạnh trong 1 tiếng đồng hồ nha mọi người. Rồi sau khi mình để trong tủ lạnh được 1 tiếng rồi nè mọi người, thì bây giờ mình sẽ đổ sô cô la lên mặt nha. Đổ sô cô la lên mặt. Đây, đổ sô cô la lên mặt. Cái loại bánh tiramisu này nè, có nhiều cách làm lắm, nhưng mà mình thích làm sao thì mình làm vậy thôi. Nhưng mà cái dù cách nào thì cũng cần cái kem mascarpone đó mọi người. Có khi người ta làm tiramisu này với lại với dâu nè, rồi có làm còn ta có khi người ta đánh trứng trộn vô cái mascarpone với lại cái nữa đó, cái lúc mà mình làm trộn đánh bột đó. Nhưng mà nó có nhiều cách làm lắm, thì mình coi cách nào mình thích đó thì mình làm thôi. Mình thì con mình với ông xã mình thích ăn sô cô la nên mình làm sô cô la. Khoan mẹ làm xong rồi con chờ mẹ cái. Rồi nó thức rồi đó nghe mọi người. Hồi nãy là mình làm là lúc nó ngủ á, mình tranh thủ mình làm, chứ còn nó thức là nó lại là nó đeo hả. Nó đeo rồi. Rồi mẹ làm xong rồi nè con. Đó, bây giờ mình xong rồi cái bắt đầu mình sẽ để một chút mà ba cái kẹo màu lên đó cho nó đẹp đẹp. Cái này xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ chút kem mà cho bỏ cái kẹo màu lên cho nó đẹp, cho mấy đứa nhỏ nó ham. Con để vô ham nè, con để vô đây thôi. Bởi vì mình hay mình không có đi làm mà nhiều khi cũng không có không nữa. Nào, rồi bỏ vô đi con. Nó đeo vậy nè, nhiều khi mình không có quay video gì được hết trơn á. Đó, rồi với lại lúc này nó đi học rồi Covid rồi mùa đông á, mình không có đi đâu chơi á. Khi nào mình có dịp mình đi đâu á mình sẽ quay cho mọi người coi cảnh này kia. Rồi còn bây giờ cứ rảnh cái lấy cái này cái vô bếp làm cái này kia cho mọi người coi, chứ còn không có đi đâu hết trơn á. Rồi xong bây giờ mình sẽ để vô tiếp tục, mình để vô 1 tiếng nữa nghe mọi người. Rồi mình sẽ để vào cái dĩa, nhìn bánh là biết làm cho trẻ con ăn rồi. Rồi bây giờ mình đã để trong, sau khi mình để trong tủ lạnh được 1 tiếng nữa, tổng cộng là 2 tiếng mình lấy ra nè mọi người, thì mình để ra cái dĩa. Hồi nãy mình làm ngã cái đồ nó bị mớp ở đây rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt cho mọi người coi nha. Đây mọi người xem coi mình làm có khéo không. Đây là một mẫu bánh tiramisu do mình làm không được khéo lắm, nhưng mà đây nè mọi người, bên đây đã nha, có ba lớp. Rồi bây giờ thì để mình lấy cái một. Rồi thì bây giờ mình mời mọi người ăn thử coi với mình coi nó có ngon không nha mọi người. Đây tiramisu. Rồi mình mời mọi người ăn với mình thử nha. Cái mình ăn thử coi nó có ngon không. Ừ, cũng ngon lắm chứ bộ. Không ngọt lắm mọi người ơi. Mình làm bánh ở nhà thì mình nên giảm đường rồi đó. Mình làm ăn cho nó hơi ngọt thôi, chứ đừng có ngọt như mình mua thì nó, tại vì ăn ngọt nhiều quá không tốt cho sức khỏe đó. Đây là thành quả của mình nè. Rồi thì mình cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình nha. Mình chia sẻ về cái cuộc sống của mình với bữa nay mình làm bánh tiramisu đó. Thì cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt.